Chào mừng các bác đến với kênh Điện Máy Long Hải. Hôm nay Điện Máy Long Hải xin chia sẻ với các bác quá trình kiểm tra và đóng gói máy xe đất chạy dầu 173 để nổ bằng pin công nghệ mới. Khi các bác đặt hàng thì Điện Máy Long Hải sẽ tiến hành kiểm tra đóng gói ra làm sao. Đây là một lô hàng 6 máy các bác nhé, đang được xếp ra để kiểm tra và đóng, sau đó test kỹ thuật, sau đó đóng gói và gửi cho các bác khách hàng ở tỉnh xa. Thì nhiều bác thắc mắc là trong quá trình đặt hàng thì bên Điện Máy Long Hải sẽ kiểm tra và đóng gói hàng như thế nào, có đảm bảo tiêu chuẩn hay không, và có yên tâm hay không, thì sau đây em xin chia sẻ với các bác. Đây là cái máy thứ ba đang được kiểm tra, còn ngoài kia là ba cái kia là kiểm tra xong rồi các bác nhé. Thì máy khi các bác đặt là sẽ được gỡ nguyên thùng ra như thế này và sau đó lắp ráp sơ bộ. Thì về cơ bản cái phần động cơ, cái hộp số, tức là cái phần quan trọng của máy đã được đóng gói sẵn hoặc là lắp ráp sẵn từ nhà máy rồi các bác nhé, nên theo tiêu chuẩn của nhà máy nên rất đảm bảo. Chỉ có một số các phụ kiện ví dụ như là bộ phay này, chắn bùn này, với lại pin với chân chống. Đấy, với lại cái bầu lọc gió này thì bên em cũng lắp tạm vào để test thử cho đảm bảo, tránh trường hợp là hút các cái tạp chất vào trong máy nó không đảm bảo các bác nhé. Thì khi chuyển về cho các bác ấy thì chỉ duy nhất là cái càng lái này, càng lái vị trí này này, và cái thanh truyền đi số này này. Đấy, các bác chỉ việc ráp vào thôi, chốt khóa ở đây thôi. Đấy, chúng ta sẽ chốt khóa ở đầu này. Ở đâu tất cả mọi cái đã được lắp sẵn rồi, chỉ bị ráp vào thôi các bác nhé. Những cái bầu lọc gió này là khi vận chuyển sẽ để ra ngoài để cho nó đảm bảo tránh bị méo bẹp các bác nhé. Nó chỉ có ba con ốc chỗ này thôi này, ta tháo ra. Thì khi tháo các bác nhớ là ở cái chỗ phần bầu lọc, chỗ cổ hút này này, nó sẽ có một cái tấm chắn như này. Khi không có bầu lọc gió nó sẽ chắn đây để tránh các cái dị vật hoặc là các cái tạp chất chui vào trong động cơ thì nó sẽ không đảm bảo. Thì khi tháo ra thì nó còn một cái lớp gioăng ở trong này, thì các bác chỉ tháo mỗi cái tấm chắn phía ngoài này, còn được lớp gioăng để nguyên các bác nhé. Đấy, sau đó ta đưa bầu lọc gió vào và siết ba con bu lông này, con EQ này là ok, siết chặt vào là ok, và lắp càng lái với chắn bùn, lốp và bộ phay. Thì thường thường khi bên em mở ra kiểm tra, bên em sẽ lắp sẵn luôn cho các bác. Bộ phay và các phụ kiện được tặng kèm, ví dụ như lồng bừa, thì bên em sẽ đóng bộ phay và lồng bừa vào một cái kiện như này các bác nhé. Đấy, vào một cái kiện riêng, tức là các phụ kiện sẽ đóng vào một kiện riêng, còn máy vào một kiện riêng. Thì về các bác lắp ráp thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, chỉ có mấy thứ đấy. Và các bác khi các bác nhận hàng ấy thì hoặc đặt hàng thì bên em sẽ gửi kèm một cái video hướng dẫn lắp đặt chi tiết các bác nhé. Còn đây em chỉ nói về cái quy trình khi kiểm tra các bác thôi. Khi lắp đặt thì bên em sẽ đổ sẵn dầu luôn các bác nhé. Ví dụ dầu động cơ này, động cơ có thể đổ bên này hoặc bên kia, có một lỗ châm nhớt riêng các bác nhé. Còn đây là nốt dầu số này. Thì với máy đời mới 178 này ấy, thì cả nhớt động cơ và nhớt hộp số đều là 1.2 lít các bác nhé. Đấy, các bác chỉ lưu ý là sau này có thay nhớt ý, thì các bác phải tìm được nhớt chuẩn. Đấy, thì thông thường Điện Máy Long Hải khi các bác mua máy thì bên em sẽ gửi kèm cho các bác đã đổ sẵn trong máy rồi, và gửi kèm cho các bác một lần thay, tức là vào khoảng 2.5 lít nhớt nữa, 1.2 lít hộp số và 1.2 lít dầu động cơ, để các bác thay được một lần nữa. Đấy, còn đâu không nhớ là chất thay nhớt loại gì hoặc nhớt nào đảm bảo, các bác có thể gọi trực tiếp cho Điện Máy Long Hải qua số hotline và Zalo là 0977 499 988 để được tư vấn trong quá trình sử dụng các bác nhé.
Đấy, và bây giờ thì đã lắp sơ bộ lên. Thì bên em sẽ không lắp hoàn chỉnh vì là các chắn bùn này lắp vào thì vẫn phải tháo ra để khi ta đóng vào thùng. Nhiều đơn vị thì người ta sẽ gửi cho các bác theo hình thức là người ta lắp như này, sau đó người ta chỉ quấn ấy bên ngoài, quấn giấy hoặc là các cái xốp nổ bên ngoài thì nó vẫn không đảm bảo các bác nhé. Vì trong quá trình chuyển hàng qua các cái dịch vụ vận chuyển như là Bưu điện và Viettel ấy, người ta sẽ xếp nhiều hàng mà máy chúng ta không có cái hộp bảo vệ như này, hộp đi theo tiêu chuẩn quốc tế này thì sẽ dễ bị méo bẹp các bác nhé. Đây là máy 178 các bác này. Đây, bác này là em chuyển cái máy này là chuyển cho bác Xoan ở Quảng Trị các bác nhé. Đấy, 178 thì nút đề nó ở vị trí ngay chỗ trên lỗ đổ dầu đấy các nhá. Còn 173 thì nút đề nó sẽ nằm ở cái tai đang chờ sẵn đây các bác này. Đấy. Còn bây giờ em sẽ tiến hành em nổ thử. Quy trình bọn em bao giờ cũng thế, là lắp ráp sơ bộ, sau đó là test nổ thử, kiểm tra lại hệ thống số côn, rồi là động cơ, nói chung là kiểm tra tất để xem có phần nào không đảm bảo không. Mặc dù ở nhà máy khi xuất xưởng người ta đã test rồi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài về thì nhiều khi sợ có sự cố hoặc là có cái lỗi gì đó xảy ra do quá trình vận chuyển, thì bên em sẽ kiểm tra lại một lần nữa để cho nó thật là đảm bảo chắc chắn cho các bác nhé. Đấy, và bây giờ em sẽ tiến hành đề nổ thử với máy Yuhu 178 này. Thì các bác khi đề nổ thì các bác phải ấn trước tiên là các bác ấn giảm áp xuống này. Đấy, ấn giảm áp xuống. Trường hợp giảm áp nó không tự giữ thì các bác có thể cầm cái dây giật nổ này, các bác lôi làm, các bác không cần phải ấn cái gì nhưng mà lôi lúc nào thấy nó căng thì nó nặng ấy thì các bác thả ra, và lúc đấy ta ấn giảm áp thì nó sẽ tự giữ như này các bác nhé. Đấy, nó sẽ tự giữ. Sau đó ta kéo lên 1/4 ga. Đây, ga cò ga đây thì ta kéo lên 1/6 hành, 1/6 vòng, hay gọi là 1/4 hành trình. Một hành trình của nó thì không đủ một vòng các bác nhé. Đấy, sau đó là ta bóp côn này, bóp mỗi côn này, ta bóp côn này và ta ấn nút đề này là xong. Đây các bác nhé, bóp côn xuống này. Đấy, còn kéo ga rồi này, đầu tiên em nhắc lại này, ấn giảm áp này, kéo lên 1/6 vòng có ga này, sau đó bóp côn và ta bắt đầu ấn kéo cái cần đề này xuống này. Đây các bác để ý nha, kéo cần đề xuống này. Đấy là máy sẽ nổ ngay nhá. Đấy, tiếng máy rất chắc và êm ái các bác nhá. Cái này thì khi các bác rút ra thêm ấy, thì máy sẽ khỏe hơn và sẽ bền hơn các bác nhá, và tiếng máy sẽ ấm hơn. Còn bây giờ máy đang mới chưa được, mặc dù ở nhà máy có chạy rút ra rồi nhưng mà chưa được đủ thời lượng thì các bác phải chạy rút ra thêm tối thiểu từ 1-2 tiếng các bác nhé, thì sẽ đảm bảo cho động cơ nó được trơn tru và bền bỉ hơn. Để em tắt thì em nói qua thêm phần số. Đấy, tắt thì các bác chỉ việc giảm hết ga nó sẽ tắt nữa nhé. Thì với máy 178 đời mới này thì tất cả số sẽ đi trên cùng một cần số như này các bác nhé. Đấy, còn một số hãng khác ấy, thì là số lùi sẽ thiết kế tay bóp ở chỗ bên tay phải này các bác nhé. Còn đây thì số lùi các bác chỉ việc kéo hết về đằng sau như này thì sẽ là số lùi này. Ở tầm giữa này là số mo này. Đây. Đấy, và lên một lần nữa là số tiến chậm, lên một lần nữa là số tiến nhanh. Đấy, và khi vào số các bác không cần phải bóp côn mà các bác cứ vào số bình thường, vì cái này là thiết kế là thiết kế côn ngược không phải côn xuôi các bác nhé. Đấy, côn ngược côn xuôi thì côn ngược thì các bác vào số sau đó mới bóp tay côn kia thì máy sẽ bắt đầu di chuyển các bác nhé. Đấy, các bác cứ vào số ưng ý, ví dụ như là vào số lùi hay số tiến, sau đó ta mới bóp tay côn này thì máy sẽ đi.
Thì cái côn ngược này nó có cái ưu điểm là khi các bác làm chẳng may tuột tay khỏi càng lái của máy, thì mặc dù đang đấm số, đang cài số rồi, nhưng các bác máy sẽ lập tức dừng, mặc dù vẫn nổ nhưng máy sẽ dừng lại không đi. Đấy, nó có cái hay, nó an toàn như thế. Khi các bác làm ở cái ruộng bậc thang hoặc là gần bờ ao, hoặc là những nơi có địa hình nó không được bằng phẳng ấy, thì máy sẽ dừng ngay. Với trường hợp côn xuôi ấy, thì các bác tuột tay ra thì máy nó vẫn chạy, thì nó sẽ không đảm bảo và không an toàn bằng côn ngược các bác nhé. Thì với hệ thống côn xuôi đời mới này, nó sẽ có một cái tay hãm thôi này. Các cái phiên bản trước đây thì là sẽ không có cái nốt hãm này. Khi các bác bóp này xuống và các bác ấn cái này là nó sẽ tự giữ tay côn cho các bác nhé. Đấy, các bác có thể không phải bóp thường xuyên. Khi nào cần nhả các bác chỉ còn ấn vào cái lẫy vàng này thôi. Đấy, thì nó sẽ nhảy lên này. Ok, thì em tạm thời chia sẻ cái quá trình kiểm tra và đóng gói hàng trước khi vận chuyển cho các bác khách hàng ở tỉnh xa đặt hàng, thì quy trình kiểm tra sẽ như thế nào. Đấy, thì mọi chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp với hotline và Zalo của Điện Máy Long Hải là 0977499988 để được tư vấn và báo giá tốt nhất các bác nhé. Clip này em xin được tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo, chia sẻ về những sản phẩm máy nông nghiệp nói chung và các cái dịch vụ cũng như là hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng máy. Các bác có thể lên trực tiếp kênh Điện Máy Long Hải là sẽ có tất cả các cái clip bên em đăng để hướng dẫn các bác trong tất cả các loại máy phục vụ nông nghiệp các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.